Đây. Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi bỗng dại khờ. Mặt sai à? Dạ con không sao. Thưa ngoại, anh mới đi học về. Ừ. Cái con miền ấy, nó lớn ấy, nó đẹp không thua kém gì con lụa đâu à nha. Ờ, mà nghĩ cũng lạ. Con lụa thiếu cha gì thằng theo nó, nó không chịu. Cứ đu theo cái thằng đường họ sĩ đó, một đời giờ rồi. Bởi vậy, ông xấu ông không nổi điên mới lạ. Trong tình yêu á, là không phân biệt hoàn cảnh hay tuổi tác. Quan trọng là ở tấm lòng nè. Lòng cái bà nội cha mày, phèo với vợ trường mày phân biệt được không? Tao kêu mày dứt phèo lúc nào mày cũng dứt vợ trường hết trơn á. Ở đó mà thơ với thẩn,